Xin chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Dấu Yêu nha. Lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho tất cả anh em trên ghe thật nhiều sức khỏe và bình an trên mọi nẻo đường ra khơi đánh bắt ngoài biển khơi bạn. Đó. Thì trước mặt của các bạn cũng là chiếc pha súc của cà nái các bạn cũng đang ra khơi nha. Mặt ghe mở đứng rất đẹp bạn thấy không? Số dim go là Ninh Thuận là 901 910 kết nha. Đó, bạn thấy thiết kế cabin của bạn thấy rất là xịn sò bạn không? Đó, màu trắng, màu đỏ, màu hồng luôn. Đó, chiếc ghe này cũng tầm từ 19-20 mét các bạn. Cũng đang ra khơi bạn ơi. Xem những ra pha ra khơi như thế nào các bạn cùng đón theo dõi nha. Đó, cabin rất đẹp không? Đang sử dụng đèn pha các bạn, đèn cao áp nha. Nói chung là sử dụng pha súc và sử dụng đèn cực sáng các bạn, 300 mấy watt không, để bắt cá cơm cho nó hiệu quả các bạn không. Thì mình cũng chia sẻ cho anh em mình xem những khung cảnh ghe và cửa cảng đẹp. Thì mục đích của kênh Bình Thuận Dấu Yêu là lưu giữ những mẫu ghe và khung cảnh đẹp để cho anh em mình xem khi mà cô chú anh chị em rảnh rỗi, lớn tuổi không còn đi ghe nữa, có xem được clip ghe của mình đi biển hôm đó ở cảng nó chúng vậy vậy vậy, bạn ra vào sóng gió thế nào bạn, thì mình cũng cập nhật cho các bạn cô chú anh chị em cùng xem. Thì cô chú anh chị em xem thấy hay hãy vô ủng hộ và chia sẻ với mình để cho mình có động lực những video mới và những gì mình còn thiếu sót hay là sơ xuất gì những video trước thì cô chú góp ý kiến vô để cho mình xây dựng cái kênh mình sau này. Cái những video sau thì mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị em một ngày một chính xác và thiết thực hơn để cho nó hoàn hảo hơn nha các bạn. Đó thì mình cũng nhờ những sự đóng góp đó mình mới có được ngày hôm nay đó các bạn. Chiếc ghe giả cào cũng được xuồng dắt vô nữa các bạn ơi. Đó, lù vô rất là nhiều luôn nha. Nó nghịch vô đó quẩy quải không. Ồ, giả cào không? Chữ A phải là đúng cào đó, đó đều là sử dụng dạng máy cơm mix các bạn. Nhiều lúc mình nói là cơm mix anh em cũng bắt bẻ với mình, có chị ếch thử mặt nó đánh dần kéo một miếng nữa đó là mới vừa với anh em mình. Thì nhiều lúc mình nói thì nói chung mà cũng còn sơ sức không có khéo léo cho mấy các bạn. Thì các bạn xem mà cái vô góp ý kiến cho mình đó mình rất là cảm ơn. Đó là mình, đó là mình rất là cảm ơn, đó là anh em yêu mến mình, anh em mới bình luận để cho mình khắc phục những cái lỗi đó để mình chia sẻ với anh em một ngày một tốt hơn. Đó là mình cũng cảm ơn rất là nhiều. Đó cũng nhờ sự đóng góp từ ở chỗ anh em mà mình mới có động lực ra video một ngày một tốt và một ngày một khắc phục, một ngày một hoàn hảo và hoàn chỉnh hơn. Nói chung mà không có hoàn hảo như những như người ta, nói chung hoàn hảo với đối với bản thân mình thôi các bạn. Đó bạn thấy chiếc ghe dây, chiếc ghe giả đang được xuồng kéo rất là vất vả vô luôn bạn không, xịt khói đen luôn. Đó, chiếc ghe lưới rút của Bình Thuận cũng về cửa cảng bạn không. Số dim go là Bình Thuận là 98701 kết luôn nha. Đó, đang tăng tốc về cửa cảng đó các bạn. Sau những giờ đánh bắt ngoài khơi các bạn, lúc lưỡi chà cũng được các bạn. Nói chung là không biết ghe phải đánh lưỡi chà không các bạn nha. Mình để biết là lưỡi rút đó các bạn. Còn nhiều ghe đánh lưỡi rút chà tùm lum tà la, nhiều cái ngành nghề đó mình không có thể là mà đón hết được các bạn. Thì những anh em nào có xem được những clip đó thì hãy vô góp ý kiến cho mình để cho mình có động lực và chia sẻ với anh em một ngày một tốt cho hoàn hảo hơn luôn nha. Đó, bạn nha. Anh em cũng đang tinh thần phấn khởi chuẩn bị về cập cảng bạn, bốc cá bạn. Đó, nghe này bốc cá cũng hơi bị đuối nha, dẫn đâu về bốc mấy tiếng đồng hồ bạn, khi mà thu qua ngày sau 2 ngày mới lên cái cũng chừng. Thì do cảng tấp nập đó bạn. Anh không nghe này về không để cá trên bon các bạn ơi, ngoài này cũng trung bình thôi, cũng muốn 40 trở lại thôi nha. Đó, chiếc ghe lưới rút của Bình Thuận cũng đang ra khơi các bạn thấy không, tăng tốc ghe ảnh chạy tốc độ cũng rất là ác các bạn.
Đó, thì mình cũng chúc cho anh em đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn nha, làm ăn phát tài phát lạc nha. Đó là quá lực luôn bạn ơi, mình nói là chiếc không thiết kế cabin là kiểu cabin hai tầng mà có làm cu không cho anh em nghỉ ngơi rồi trên đó à. Thôi bây giờ cũng tầm từ 15 mét đổ lại thôi các bạn. Bây giờ lớn rồi, từ 16 17 mét dẫn đó. Đang tăng tốc ra khơi bạn. Đồng tâm luôn. Ghe với kênh là chủ ghe đồng tâm luôn bạn ghê không? Ghe mình tận ít chiếc kênh chủ ghe đúng không ạ? Cái kết kết để trên cabin rất nhiều luôn hoặc để đựng cá đó các bạn, xem là những pha có pha nào khuấy động ở ngoài cửa cảng khi mà những ghe đa số ra đây khuấy động cửa cảng hoặc là chạy tốc độ ghê không, sóng gió nó cuốn các bạn ghê không, ghê nhảy sóng luôn không, còn sóng nhảy con sao không, nhảy nhảy con không, sóng nhảy con không, sóng nhảy theo sao rồi đó. Đó, anh em rất là tinh thần rất là phấn khởi đó khi ra khơi đó nha, sóng nhảy theo ghe đã không nè, không tung tăng trắng xóa nhìn rất là đã luôn nha, quá đã nhìn đẹp ha. Các bạn thấy cảnh sóng nhảy phía sau chưa? Đó, đây là mình hôm nay mình chia sẻ với bạn cảnh sóng nhảy nè. Là xa bạn, hồi nữa mình sẽ chia sẻ những ghe lâu lụ về cái cảng rất là nhiều, nước rút thêm thấy nó rút luôn đi nhiều lắm á. Hồi quay cho các bạn xem nha, mình còn quay cho các bạn xem cái cảnh sóng đang nhảy nha, nó đang theo ghe ghe bám ghe ghê không, nó rất là đẹp bạn không, nước biển hôm nay trong xanh rất là đã luôn, nhìn rất là tuyệt vời đúng không bạn, quá tuyệt vời luôn. Ở đây là chiếc ghe lưới rút đó các bạn ơi, mặt ghe mở rất là đẹp bạn thấy không. Giá cao cũng ra khơi luôn rồi, quá trời ghe ra tấp nập luôn. Mình quay hôm nay miếng con chiên miếng bạn cho các bạn xem, chia sẻ gì cho các bạn xem cái nó sinh động xuống ạ, cái mình quay chết một chỗ nó chán, mình rút ghe ra nhiều mới quay có được, chứ bình thường quay có đâu được đâu, ghe một hai ghe vô mình phải quay mình thấy hết cái khung cảnh luôn á. Ghe dây phía sau cũng ra cặp thôi, hôm nay chắc ra cặp ạ, nó lùa qua ngoài thấy không, chạy nói chung là chậm rãi lắm, thằng bữa mới ảnh ra cửa cảng mà ảnh khuấy động bên thằng bạn nó thiệt, nó tự quái chữ mà xịt khô đen như rút hết luôn, làm như là náo loạn hết một cái cửa cảng mà gầm rú ghê lắm, khói bằng mù mịt cửa cảng luôn, bữa nay mà ảnh ra rất là phiêu nhẹ nhàng, không có dùng mà là hết tốc độ cho những ghe khác nha, những ngày khác mà thấy không. Đó, tiếp tục mình chia sẻ với anh em chiếc lưới rút nãy rồi các bạn, chiếc xa xa thấy không, chiếc xuồng tải cá bạn về rồi ha, chạy kìa, không sợ bão bùng vô gió mấy bào ráng mà chạy ghê không, anh chạy anh đâu có ngán vô ớn ăn luôn, chạy xịt khói đen rồi, đúng là những chiếc xuồng tải cá này rất là lực đúng không ạ, cứ dắt mấy chiếc tàu ra dạo ăn ra đủ ăn đó, thấy ghê đúng không đó, số Dingo là Bình Thuận là 96932TS nha, đó trụ màu màu xanh vàng đỏ rất là đẹp. Đó, thấy không? Ghe rất là xịn sò luôn bạn, mặt ghe mở rất là đẹp mà, mẫu này như là ghe của nó giống giống như cà ná nhưng mà thật sự nó ở Phan Thiết đó các bạn. Cái đóng kiểu này cũng là tương đối là đẹp đó bạn. Xịn sò luôn á. Quá wow, trứng đậm luôn bạn ơi, kết kết cá không kìa, quá tài cá rồi, khẩm khẩm mềm luôn bạn ơi.
bội thu rồi, bội thu rồi. Hôm nay là cái lúc bội thu rồi, kết kết tất cả không này đầy đầy kết kết phía bên đây, anh em là biết một kết bao nhiêu ký, anh em vô comment cho mình luôn nha, để cho mình có thông tin chia sẻ với anh em luôn. Quá tài cá rồi, để kết kết mình đã không ạ. Rồi để lên 2-3 lớp vậy mà, 2 lớp quá dữ cá luôn, quá tuyệt vời. Và lấy rút của nó tiếp tục nãy là hai chiếc giả ra và chiếc hai chiếc cây dây ra này qua đó. Thì video cũng tạm thời kết thúc tại các bạn ơi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mình Thận Dấu Yêu nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video mới.